Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 07, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác. 2799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi Mong anh em like và subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận. Chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy, cùng rất là nhiều loại